không dùng tay và chấp cả 6 bạn nữ đánh bóng chuyền, thầy giáo có màn thị phạm khiến đối phương nhận kết đắng. 1, 2, 1, 2, anh cố lên, anh cố lên, anh cố lên. 1, 2, 1, 2, anh cố lên. Người ta thường nói 2 đánh 1 không chột cũng què. Thế nhưng thầy giáo thể dục trong đoạn clip này thì một mình chống lại 6 bạn, nhưng vẫn khiến đối phương sợ xanh mặt, từ nay xin phép không dám thách đấu với thầy nữa. Theo đó, mở đầu là trận cầu vô cùng căng não khi một bên là 6 bạn nữ đứng chuẩn chỉnh bên phần sân bóng chuyền của mình, còn một bên chỉ có thầy giáo thể dục phản kháng những đợt tấn công của đối phương. Đặc biệt, thầy còn tăng độ khó cho game khi chỉ dùng đầu và chân, tuyệt đối không sử dụng tay. Tưởng đây là màn so kè không cân sức vì có quá nhiều sự khập khiễng, thế nhưng cái kết lại không thể ngờ vì phần thắng lại đứng về phía thầy một cách đầy dễ dàng. Bên dưới đoạn clip, cộng đồng mạng đã cho rằng các bạn học sinh đã sai khi dám thách đố thầy thể dục, bởi người ta thường nói trứng mà đòi khôn hơn vịt, không phải tự dưng mà thầy được làm thầy của mấy em khi một bên nửa lạng còn một bên thì nửa tấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.